Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi những bản tin vừa rồi của chúng tôi và bây giờ xin mời quý vị trở lại với phần tin Việt Nam và đời sống mở đầu với bằng châu. kính thưa quý vị, nhiều sản phẩm trung cộng, gián mác hàng Campuchia tràn vào Việt Nam thời gian gần đây dọc các cung đường như Phan Đăng Lưu, chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, chợ Gò Vấp, Sài Gòn xuất hiện các điểm bán loại xoài trái nhỏ màu vàng được nhiều người bán giới thiệu đó là xoài Campuchia, xoài miền Tây giá bán được ghi trên các tấm bảng là từ 15 đến 25 000 đồng một ký tùy theo loại tuy nhiên theo nhiều thương lái loại xoài này được gọi là xoài mút chủ yếu nhập từ Trung Cộng ngoài ra các loại nông sản khác của Trung Cộng về chợ đầu mối khá nhiều với giá bán ra chỉ bằng phân nửa thậm chí chỉ bằng 1 phần 3 so với sản phẩm cùng loài trong nước. Chẳng hạn như cà rốt Trung Cộng hiện nay có giá 8.000 đồng một ký, trong khi cà rốt của Đà Lạt 25.000 đồng một ký. Giá khoai tây Trung Cộng chỉ có 10.000 đồng một ký, rẻ bằng một nửa so với giá khoai tây Đà Lạt. Còn tỏi Trung Cộng giá chỉ có 21.000 đồng một ký, rẻ hơn rất nhiều so với tỏi của Hà Nội là 51.000 đồng một ký. Việc mà những sản phẩm nhập cản từ Trung Cộng vào Việt Nam bán phá giá đã khiến cho các thương lái trong nước khổ sở bị không cạnh tranh nổi trên thị trường hiện nay. Tin Việt Kiều Mỹ kiện bệnh viện mổ hư mắt bị tòa bác đơn Việt Kiều tại Mỹ ở San Jose, California suốt 10 năm đi kiện một bệnh viện mắt ở Sài Gòn đòi bồi thường vì bị mổ hư mắt, nay bị tòa án Cộng sản Việt Nam bác đơn bích cửa công lý. Chiều ngày 23 tháng 7, 2019, Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn đã bác đơn khởi kiện của ông Huỳnh Hữu Thông, 59 tuổi, Việt Kiều Mỹ, với bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện mắt Thái Thành Nam thuộc bệnh viện mắt Sài Gòn trụ sở tại quận Nhất, trong một phiên xét xử sơ thẩm lần hai diễn ra từ ngày 16 tháng 7 2019, tòa án này nhận định ông Thông yêu cầu bệnh viện mắt Thái Thành Nam bồi thường 53.000 là không có căn cứ. Lý do sau khi giải phẫu mắt tại đây, ông Thông đã tự ý bỏ về Mỹ để điều trị tiếp mà chưa được sự đồng ý của bác sĩ và bệnh viện. Nói với báo chí sau phiên tòa, đại diện ủy quyền của ông Thông cho biết sẽ kháng cáo toàn bộ bản án lên cấp phúc thẩm bởi vì nhiều nhận định của hội đồng xét xử là không chính xác. Bắt giữ người phụ nữ lừa người ngoài quốc để lấy cắp tài sản ở Sài Gòn Theo báo chí trong nước cho biết, Công an quận 2 đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Thúy, 35 tuổi, ngủ ở quận 11, thành phố Sài Gòn, để điều tra về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Nguồn tin cho biết, khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 7, thấy một người đàn ông 31 tuổi quốc tịch Hoa Kỳ đang đứng chờ xe taxi về nhà sau khi uống bia ở phố đi bộ Bùi Viện thuộc quận Nhất. Người phụ nữ này đã tiến tới làm quen rồi tình nguyện chở ông này về quận 2, sau đó đã có quan hệ tình dục với người ngoài quốc này tại chung cư của anh ta. Lợi dụng lúc nạn nhân ngủ sai, Thúy đã lục loại tìm kiếm và gom nhiều tài sản, bao gồm laptop, thẻ Mastercard và nhiều loại tiền ngoài tệ của nạn nhân rồi bỏ trốn khi tỉnh dậy thấy tài sản bị mất sạch, người đàn ông đã đến công an phường Bình Khánh trình báo sự việc. Tuy nhiên, khi bị bắt bà Thúy đã tiêu xài hết số tiền mặt, bán máy laptop và sử dụng hàng chục triệu đồng trong thẻ Mastercard để mua sắm tại một cửa hàng quần áo ở quận 6 Sài Gòn. Được biết nghi phạm từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Và tên lý do khiến hàng loạt vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 5. Kính thưa quý vị, trong hai ngày 23 và 24 tháng 7, bốn vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành, Hải Dương, khiến 7 người chết, 3 người khác bị thương. Lý giải cho việc tuyến đường này trở thành điểm đen giao thông, đại diện Tổng cục Đường bộ Cộng sản Việt Nam nói trong các nguyên nhân là quốc lộ 5 đã quá tải từ nhiều năm nay, nối Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 5 hiện đạt trung bình 56.000 xe mỗi ngày đêm, mặc dù thiết kế của tuyến đường này chỉ 17.000 một lượt, hơn 50% số phương tiện là xe tải trên 10 tấn, xe container. Trong khi đó, dân cư sống hai bên đường này ngày càng đông đúc, nhiều nơi người dân thường sử dụng lối mở sang đường dù đã được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn. Theo nhiều người dân ở huyện Kim Thành dù biết nguy hiểm nhưng họ vẫn chọn lối mở vì nếu đi qua cầu vượt thì phải đi thêm hơn 3 km rất bất tiện. Ngoài ra quốc lộ 5 mất an toàn còn do quy định tốc độ lưu thông chưa hợp lý. Một người dân địa phương phản ánh gần đây nhiều đoạn trên quốc lộ 5 bị hằng lúng vệt bánh xe, vệt lúng kéo dài nhiều mét mà vẫn cho phép tốc độ lên đến 60-90 km một giờ thì nguy cơ tai nạn rất là lớn. Kính thưa quý vị, một bản tin về văn nghệ cho biết, mẹ của ngôi sao hip hop A$AP Rocky cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Renee Black là mẹ của ngôi sao hip hop A$AP Rocky nói rằng bà rất biết ơn vì sự giúp đỡ của Tổng thống Donald Trump trong việc là cố gắng đưa con trai bà ra khỏi nhà tù ở Thụy Điển. Bà nói ngay bây giờ, bà cảm thấy rất vui mừng vì khi bà biết rằng Tổng thống đã cân nhắc việc tiếp cận sự việc theo cách mà ông đã làm. Rocky tên thật là Rocky Mears đã đứng sau song sắt trong khi cảnh sát Thụy Điển điều tra vụ đánh nhau ở Stockholm mà anh ta đã bị cáo buộc là thủ phạm trước khi xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc. Video được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội dường như cho thấy một người đã bị Rocky ném xuống đất một cách hung bạo. Một luật sư bào chữa đã nói rằng đó chỉ là tự vệ. Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Thụy Điển vào hôm thứ Bảy về rapper và đã đề nghị cá nhân bảo lãnh cho rapper và nói rằng rapper không phải là một mối đe dọa. Sema nói về chẩn đoán MS bệnh đa sơ cứng của mình. Sema đã mở lòng và nói về cuộc chiến của cô với bệnh đa sơ cứng trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình và mô tả khoảnh khắc cô biết về chuẩn đoán bệnh của mình. Cô nói với Robin Roberts trên Good Morning America được phá sóng vào thứ ba rằng cô đã rơi nước mắt. Tuy nhiên, những giọt nước mắt đó không phải là những giọt nước mắt hoảng loạn, mà là vì cô biết cô bây giờ phải nhượng bộ một cơ thể bị mất kiểm soát. Blair, 46 tuổi, lần đầu tiên chia sẻ chẩn đoán của mình vào tháng 10. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim năm 1999, Cruel Intention. Cô tiếp tục tham gia các bộ phim như Legally Blonde và The Wizarding. Gần đây, Blair đóng vai chính trong American Crime Story trên FX Đối với Blair, việc nói với con trai 7 tuổi Arthur Sand về căn bệnh của mình là điều khó khăn nhất. Nữ diễn viên nói rằng cô đã tìm đến nam diễn viên Michael J. Fox, người tiết lộ vào năm 1998 rằng anh ta được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin buổi tối của đài. Quang Nhật và Băng Châu xin kính chúc cho quý vị luôn luôn được vui vẻ và lúc nào cũng được hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.